Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sức ánh diệu. Trong lúc xem bài giảng, Thầy Liêm nên cam chia khá dễ hiểu. Các em sẽ bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 96 ôn tập trung, trang 110, 114, chứ không mình sẽ làm câu số 1. Câu số 1 phân vào chữ đặt trước đáp án đúng. Câu số A, số 7.230.805. 7.230.805 chính là đáp án A. Như vậy câu A các em sẽ chọn đáp án A, đúng không? Tiếp theo là câu B, giá trị của chữ số 3 trong số này. Mình thấy là chữ số 3 này đứng hàng nghìn nên giá trị sẽ là 3.000. Các em sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo là câu C. Câu C, phân số chỉ số phần tô màu so với toàn bộ băng giấy sao là bao nhiêu? Mình thấy là băng giấy này được chia làm bao nhiêu phần bằng nhau? 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy được chia là 5 phần, 3 phần được tô màu. Như vậy là phân số chỉ phần tô màu sẽ là 3 phần 5. 3 phần 5 chính là đáp án B. Như vậy câu C các em sẽ chọn đáp án B luôn. Tiếp theo là câu D. Phân số 5 phần 8 bằng phân số nào trong cái phân số sau? Như vậy mình thấy là 5 phần 8, đây là 15 phần 32. Như vậy đây là 8, đây là 32. Như vậy mình có thể rút gọn, mình có thể quy đồng một số chỗ này. Nếu mà các em nhân tử và mẫu cho 4, 5 phần 8 mình sẽ nhân tử và mẫu cho 4. 5 nhân 4 là 20, 8 nhân 4 là 32. Như vậy hai con số không bằng nhau, đúng không? Giờ như vậy là 5, thầy sẽ tính nháp chỗ này cho các em hiểu nha. Năm phần tám mình sẽ nhân tử và mẫu cho vuông. Thì mình sẽ được là 20 phần 32. Như vậy là 20 phần 32 với 15 phần 32 không có bằng nhau. 20 phần 32 và 20 phần 40 cũng không bằng nhau. Tiếp theo mình so sánh với 25 phần 40. 5 phần 8 các em sẽ nhân tử và mẫu cho 5. Được nè, xem bằng bao nhiêu nha. 5 phần 8 nhân tử và mẫu cho 5. 5 nhân 5 sẽ là 25. 8 nhân 5 là 40, như là 25 phần 40. Như mình thấy là mình sẽ chọn đáp án C, 5 phần 8 sẽ bằng 25 phần 40, đúng không? Như vậy câu D các em sẽ chọn đáp án C nha. Tiếp theo là câu E. Giúp gọn phân số về phân số tối giản ta được bao nhiêu? Giờ hãy sẽ tính nháp chỗ này. Như là 45 phần 105 các em sẽ giúp gọn. 45 phần 105 các em sẽ giúp gọn bằng cách chia tử và mẫu cho 15, đúng không? 45 chia 15 sẽ được 3, 105 chia 15 sẽ được 7, đúng không? Kết quả là 3 phần 7. Như vậy là câu E các em sẽ chọn đáp án D nhé, 3 phần 7. Tiếp theo là câu G, so sánh nào sau đây là đúng? Mình quan sát câu A, 5 phần 4 và 5 phần 8 đây là hai con số có cùng tử số. Mẫu bé hơn thì con số lớn hơn. 4 bé hơn 8 có nghĩa là 5 phần 4 phải lớn hơn 5 phần 8. Như người ta để dấu nhỏ hơn, như là câu này không đúng. Tiếp theo là câu P. 15 phần 24 và 9 phần 8. Thì mình thấy là 9 phần 8 tử số lớn hơn mẫu số nên phân số sẽ lớn hơn 1. Còn 15 phần 24 tử số bé hơn mẫu số, phân số bé hơn 1. Phân số bé hơn 1 sẽ bé hơn phân số lớn hơn 1, như là câu B là đúng. Như vậy câu G các em sẽ chọn đáp án B nhé. Được này, phân số bé hơn 1 sẽ bé hơn phân số lớn hơn 1. Tiếp theo sẽ là câu H. Số hích hợp điền vào chỗ chấm là bao nhiêu? Thầy sẽ tính nháp phía này. Như vậy ở đây mình sẽ đổi
decimet vuông, cm vuông qua cm vuông, như là 205 decimet vuông và 8 cm vuông, mình sẽ đổi qua cm vuông. Decimet vuông đổi qua cm vuông, kem nhân cho 100, như có nghĩa là 20500 cộng cho 8, đúng rồi. Như vậy sẽ bằng 20.508. Như kết quả là 20.508. 20.508 chính là đáp án B. Như vậy câu H, các em sẽ chọn đáp án B. Tiếp theo mình sẽ đến câu Y. Một rổ kem có 24 quả, hỏi 2 phần 3 số kem trong rổ là bao nhiêu? Thì các em lấy nha 24 này nhân cho 2 phần 3. Đúng rồi. 24 nhân 2 phần 3 sẽ bằng bao nhiêu? 24. Giờ mình sẽ tính nhẩm. Các em lấy 24 chia 3 được 8, 8 nhân 2 16, kết quả là 16, đúng không? Như 16 chính là đáp án A. Như vậy câu Y, các em sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo là mình sẽ làm câu K. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình bình hạnh? Thì mình quan sát bốn hình thì mình thấy là hình A chính là hình bình hạnh. Như là hình bình hạnh là hình có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau, đúng không? Tiếp theo là câu L. Trong các hình dưới đây, hình nào là hình khơi? Mình quan sát bốn hình thì mình thấy là hình D sẽ là hình khơi. Hình khơi là hình có bốn cạnh bằng nhau và hai cạnh đối diện song song với nhau. Tiếp theo là hình M. Câu M. Quan sát hình vẽ mô tả ảnh dưới đây. Mình sẽ quan sát hình vẽ mô tả ảnh chụp của một sân vận động từ trên cao của một vệ tinh. Đây bài hỏi là diện tích phần sân chơi phần màu xám khoảng bao nhiêu mét vuông nhé. Mình quan sát phần màu xám trong cái khung này. Như là mỗi cái ô nhỏ này có diện tích là 100 mét vuông, mình sẽ đếm xem có bao nhiêu ô vuông nhỏ nhé. Mình sẽ đếm theo chiều ngang trước. Là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Giờ xuống là 2, 4, 6, 8. Mình sẽ đến 18 nhân 8 xem bằng bao nhiêu. Đúng rồi. 18 nhân 8 sẽ bằng. Mình sẽ tính nhẩm 8 nhân 8 là 64, biết 4 như 6. 8 nhân 1 là 8, thêm 6 là 14. Kết quả 144. 144 mà mỗi ô như vậy là 100 mét vuông thì các em lấy 144 nhân 100. Như vậy sẽ là 144 và thêm hai số 0 bên phải. Có nghĩa là 14.400. 14.400 sẽ nằm trong khoảng từ 10.000 tới 15.000, đúng không? Như vậy là mình sẽ chọn đáp án C nha. Giờ như là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài. Các em sẽ bấm thích video hay biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm câu số 2, mình sẽ thực hiện phép tính nha. Giờ đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, mình sẽ quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 9, 9 chia 3 được 3, như 4 phần 3 các em sẽ nhân tử và 1 cho 3 nha. 5 phần 9 dấu cộng viết lại. 4 phần 3 nhân tử và 1 cho 3. 4 nhân 3 là 12, 3 nhân 3 là 9. Đây là phép cộng hai phân số cùng mẫu số, các em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. 5 cộng 12 là 17, 17 phần 9. Tiếp theo đây là phép trừ hai phân số khác mẫu số, các em quy đồng mẫu số. Mẫu số chung là 6. Như 5 phần 6 dấu trừ viết lại. Giờ 6 chia 3 được 2, 2 phần 3 các em nhân tử và 1 cho 2. 2 nhân 2 là 4, 3 nhân 2 là 6. Đây là phép trừ hai phân số cùng mẫu số, các em lấy tử trừ tử giữ nguyên mẫu. 5 trừ 4 được 1, 1 phần 6. Tiếp theo là câu C.
Đây là phép nhân hay phân số thì các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu. 15 nhân 4 sẽ là bằng, mình sẽ tính nhầm chỗ này. 4 nhân 5 là 20, viết không nhớ 2. 4 nhân 1 là 4, thêm 2 là 6, 60. 8 nhân 5 là 40. Sau đó các em giúp gọn chia tử và mẫu cho 20. 60 chia 20 được 3. 40 chia 20 được 2, kết quả sẽ là 3 phần 2. Sáu phần bảy chia cho tám phần 14 nha, bằng như vậy. Sáu phần bảy các em sẽ biết là phép chia biến đổi thành phép nhân. Giờ tám phần 14 các em đảo ngược là 14 phần 8. Giờ nhân hai phân số, các em lấy tử nhân tử mẫu nhân mẫu ha. 6 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. 6 nhân 1 là 6, thêm 2 là 8, 84. 5 nhân 8, 7 nhân 8 là 56. Sau đó các em sẽ giúp gọn chia tử và mẫu cho 28 luôn. 84 chia 28 sẽ được 3, 56 chia 28 sẽ được 2. Kết quả là 3 phần 2. Như là mình xong câu số 2. Câu số 2 các em hiểu bài. Các em xong khúc video thì các em hiểu bài nha. Tiếp theo là câu số 3. Một khổ ruộng hình chữ nhật có chu vi là 75 m và chiều rộng là 2 m, 25 m. Như vậy các em nhớ lại nữa, chu vi chính là tổng của chiều dài cộng chiều rộng. Các em lấy tổng chiều dài cộng chiều rộng trừ đi chiều rộng sẽ ra chiều dài. Như vậy trước hết các em sẽ tính chiều dài của khổ ruộng nha. Như vậy câu này mình sẽ trả lời là chiều dài của khổ ruộng là như vậy là chiều dài của khổ ruộng các em sẽ lấy 75 chiều 25 sẽ bằng 50, 50 mét. Giờ sau đó mình sẽ đi tính diện tích của khổ ruộng. Diện tích của khổ ruộng thì các em lấy chiều dài nhân chiều rộng. Chiều dài là 50 nhân cho chiều rộng là 25. Giờ mình sẽ tính nhầm nhé. Như số 0 các em biết lại này. Sau đó các em lấy 5 nhân cho 25. 5 nhân 5 là 25, viết 5 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10, thêm 2 là 12. Có nghĩa là 120, 1250 mét vuông. Giờ bây giờ mình sẽ làm câu việc. Như đề bài hỏi là cả khổ ruộng thu hoạch được bao nhiêu kg ngô. Có ba người ta nói là người ta trồng ngô trên khổ ruộng đó, tính ra trung bình 1 mét vuông đất thì khu được 1/2 kg ngô. Hỏi cả ruộng khu được bao nhiêu kg ngô thì các em lấy 1/2 này nhân cho diện tích là ra kết quả thôi, vì 1 mét vuông sẽ thu hoạch được 1/2 kg ngô. Đúng này. Như các em trả lời là cả khổ ruộng khu được số kg ngô là cả khổ ruộng khu được số kg ngô này như là cả khổ ruộng khu được số kg ngô là các em sẽ lấy 1/2 nhân cho 1250. Như vậy có nghĩa là mình sẽ lấy số này chia cho 2, mình sẽ chia nhầm luôn. 12 chia 2 được 6, 5 chia 2 được 2, 2 nhân 2 là 4, 5 chia 4 còn 1, hạ số 1 không xuống được 10, 10 chia 2 được 5, kết quả là 625 kg.
Giờ như đáp xấu sẽ là đáp số câu này sẽ là 1.250 kg, 1.250 m². Đáp số câu B sẽ là 625 kg. Như là mình xong câu số 3 nha. Câu số 3 kem hiệu bài. Kem sẽ bấm khích video khi với kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Bác bảo vệ đã đi kiểm tra 5 vòng xung quanh khu đất như hình dưới đây. Theo em thì bác đã đi tất cả bao nhiêu mét nha? Như đề bài nói là bác bảo vệ đã đi kiểm tra 5 vòng xung quanh khu cắm trại dưới đây. Mình quan sát khu cắm trại này có chiều dài sẽ là 17 mét, chiều rộng sẽ là 6 mét. Như là đi một đường một vòng có nghĩa là đi hết chu vi cùng hình chữ nhật đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ đi tính chu vi khu cắm trại là mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng nhân cho 2. 17 cộng 6 là 23. 23 nhân 2 là 46, 46 mét. Giờ như vậy đề bài nói là bác bảo vệ kiểm tra 5 vòng thì kem lấy số này nhân 5. Bốn mươi sáu nhân năm sẽ bằng, mình sẽ tính nhẩm, 5 nhân 6 là 30, 10 với 0 với 3, 5 nhân 4 là 20, thêm 3 là 23, như kết quả sẽ là 230. Vậy mình kết luận là vậy. Bác đã đi tất cả là như vậy, bác đã đi tất cả là 230 mét nhé. Như là mình xong câu số 4, câu số 4 kem hiệu bài. Các em sẽ bấm khuất video hãy biết kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 5. Một chiếc hộp có 5 chiếc khẽ cùng loại. Mỗi khẽ được ghi một trong các số từ số 1 tới số 5. Hai khẽ khác nhau thì sẽ ghi hai số khác nhau. Như 5 khẽ mỗi ghi các số từ số 1 tới số 5. Giúp ngẫu nhiên một khẽ trong hộp ghi lại số khẽ giúp được và bỏ lại khẽ vào hộp. Sau 10 lần giúp khẽ liên tiếp thì bạn Hà Linh đã ghi lại kết quả thống kê như sau. Như vậy là lần giúp số 1 là khẽ số 3. Lần thứ 2 là khẽ số 5. Lần thứ 3 là khẽ số 3. Lần thứ 4 khẽ số 4. Lần thứ 5 khẽ số 5. Lần thứ 6 là khẽ số 1. Lần thứ 7 số 2. Lần thứ 8 số 3, lần thứ 9 số 5 và lần thứ 10 số 2. Đề bài yêu cầu mình hãy kiểm điểm số lần xuất hiện của khẽ số 3 và khẽ số 5 sau 10 lần giúp nha. Như mình thấy là khẽ số 3 xuất hiện bao nhiêu lần, mình sẽ điểm 1, 2, 3. Như là xuất hiện 3 lần, đúng không? Như các em trả lời là số lần xuất hiện khẽ số 3 mình thấy là 3 lần đúng không? Giờ khẽ số 5 mình sẽ đếm 1, 2, 3 cũng xuất hiện 3 lần đúng không? Như là số lần xuất hiện của khẽ số 5 cũng là 3 lần đúng. Giờ như là mình xong câu số 5, câu số 5 kem thứ bài. Các em xong video hãy biết kem thứ bài.
Tiếp theo mình sẽ đến câu số 6, quan sát biểu đồ sao và trả lời các câu hỏi. Tuổi khởi trung bình của người Việt Nam qua 30 năm. Mình quan sát biểu đồ thì mình thấy năm 1989 tuổi thọ sẽ trung bình của người Việt Nam là 65 tuổi. Năm 1999 tăng lên 68 tuổi, 2009 tăng 73 tuổi và 2019 tăng lên là 74 tuổi. Đúng không? Giờ mình trả lời câu A, tuổi thọ trung bình người Việt Nam năm 1989 là 65 tuổi. Đúng không? Mình trả lời đây là 65. Như vậy tuổi thọ trung bình. Của người Việt Nam năm 1989 là 65 tuổi, đúng không? Như vậy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 1989 là 65 tuổi. Câu B là tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 là bao nhiêu thì quan sát biểu đồ mình thấy sẽ là 74 tuổi, đúng không? Năm 2019 là 75 tuổi, 74 tuổi đúng không? Như tuổi thọ trung bình của người Việt Nam năm 2019 sẽ là 74 tuổi, đúng không? Tiếp theo là câu C. Từ năm 1989 đến 2019, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng bao nhiêu tuổi? Thì các em lấy số này trừ số này sẽ là do số gia biết là tăng bao nhiêu tuổi, đúng không? Như vậy các em là trả lời là từ năm 1989 đến năm 2019 tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng thêm số tuổi là mình sẽ lấy 74 trừ cho 65 thì mình thấy là tăng thêm 9 tuổi, đúng không? Như vậy là từ năm 1989 đến 2019 tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã tăng thêm số tuổi là 9 tuổi, đúng không? Như là mình xong câu số 6 nha, câu số 6 các em hiểu bài, khi xong phút video thì các em hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng giờ thì bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Hà Liêm, các em sau nút đăng ký báo chuông để xem bài giảng mới nhất Hà Liêm. Hãy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.